Tạ Đình Phong lười gội đầu, Kim Tae Hee để phòng bừa bộn như chuồng heo và loạt sao bị che ở bẩn. Các ngôi sao luôn nổi tiếng là những người có nhan sắc như hoa như ngọc, chỉnh chu và tươm tất. Mỗi khi họ xuất hiện trước công chúng đều khiến ai nấy ngưỡng mộ về diện mạo nam thần, mỹ nhân. Song khi trở về với cuộc sống đằng sau ánh đèn sân khấu, không ít ngôi sao lại khiến các fan tá hỏa vì bề bộn và nổi tiếng ở bẩn hơn bất kỳ ai khác. Kim Tae Hee, nổi tiếng là nữ thần sắc đẹp của làng giải trí châu Á, Kim Tae Hee luôn khiến công chúng ngẩn ngơ mỗi khi cô xuất hiện. Từ kiểu tóc, trang điểm đến quần áo phụ kiện, mọi thứ đều chỉnh chu và hoàn hảo đến phát sốt. Song thực tế, ít ai biết rằng nữ diễn viên này lại là người khá bừa bộn. Điều này được tiết lộ bởi chính cậu em trai của Kim Tae Hee. Theo đó, trong ngày kết hôn của chị gái, cậu em này đăng tải bức ảnh căn phòng của Kim Tae Hee lên mạng xã hội và hài hước nhắn nhủ đến anh rể Bi-ren rằng đây là căn phòng của chị tôi, anh rể à, anh phải cố gắng thật nhiều rồi. Junho. Junho nổi tiếng là nam thần của các fan girl bởi vẻ ngoài điển trai và tài năng xuất chúng. Tuy nhiên, về lối sống sinh hoạt thì anh chàng này không ít lần bị cậu em thân thiết Chanmin bóc hết tật xấu. Theo đó, Chanmin cho biết Junho thường không dọn phòng, quần áo vứt ngoài phòng khách, đến đánh răng cũng làm rơi ra sàn nhà tắm mà không chịu dọn dẹp. Có thể nói, nếu không nhờ cậu em Chanmin hài hước tố thì chắc chẳng ai biết được điều này. Phạm Băng Băng. Được biết đến là mỹ nhân đình đám hàng đầu của làng giải trí showbiz, và Băng Băng luôn khiến công chúng phải trầm trồ bởi những màn chân diện ấn tượng, vẻ ngoài luôn tỏa sáng. Tuy nhiên đó chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi thực tế khi trở về với căn nhà của mình, người đẹp này không hề kỹ tính gọn gàng như thế. Chỉ cần nhìn qua không gian sống của Phạm gia, ắt hẳn ai ai cũng phải ngỡ ngàng. Trịnh Sảng luôn được nhắc đến là nữ thần thanh xuân trong lòng người hâm mộ. Song khác với vẻ ngoài thanh tân và xinh đẹp của cô, Trịnh Sảng cũng từng để lộ những khoảnh khắc căn nhà bừa bộn khiến fan hoang mang. Dù rằng căn phòng của nữ diễn viên rất ít đồ đạc, nhưng những gì đập vào mắt công chúng chính là quần áo, tất chân, vương khắp nhà không hề ngăn nắp. Ngô Hân, được biết đến là một trong những nữ MC nổi tiếng xinh đẹp và tài năng của show Happy Camp Đài Hồ Nam lần lẫy. Ngô Hân luôn khiến công chúng yêu mến bởi vẻ ngoài đẹp và chỉnh chu. Vậy nhưng trái ngược với vẻ ngoài khi lên sóng truyền hình, ngôi nhà của Ngô Hân lại bừa bộn đến mức không tưởng. Trang phục phụ kiện và vật dụng được cô vứt bừa bãi khắp nơi trong nhà. Tạ Đình Phong. Tạ Đình Phong cũng là nam tài tử được nhiều thế hệ fan girl mê như điếu đổ. Vẻ bảnh bao đa tình và phong cách của nam diễn viên này luôn được khen ngợi mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Tuy nhiên, sự thật đôi khi khá phũ phàng khi Tạ Đình Phong được netizen xứ Trung nhắc đến là một trong những anh chàng mất vệ sinh nhất làng giải trí châu Á. Thói quen lười gội đầu của anh khiến ai cũng phải khiếp sợ. Trong một lần được hỏi bao lâu anh mới gội đầu một lần, Tạ Đình Phong trả lời khi nào đầu ngứa thì gội. Viên Sang Sang. Trong show truyền hình thực tế Nhà Có Khuê Nữ, netizen xứ Trung phải choáng nặng trước căn hộ bừa bộn bê tha của nữ diễn viên Viên Sang Sang. Quần áo vương vãi vứt trên giường không được gấp gọn, ngay cả tủ quần áo cũng bừa bộn tới mức nghẹt thở. Đặc biệt hơn, trong phòng tắm, la liệt hàng chục chai lọ lĩnh kỉnh cùng mỹ phẩm được để chật ních, chỉ còn chừa lại mỗi bồn rửa mặt. Nhiều bình luận cho rằng rõ ràng Viên Sang Sang sở hữu vẻ đẹp ngọt ngào dịu dàng, vậy nhưng căn hộ của cô không khác gì chuồng heo vì quá bừa bộn và mất vệ sinh. Đối với các fan nam, họ thể hiện sự thất vọng lớn với người đẹp này. Kim Thần, một trong những mỹ nhân khác cũng bị liệt vào danh sách có căn phòng như chuồng heo chính là Kim Thần. Cặp nữ sở hữu body gợi cảm này hóa ra lại có cuộc sống khá bừa bộn không hề ngăn nắp. Trong căn phòng của người đẹp này la liệt những món đồ lỉnh kỉnh không tên được vứt bừa bãi. Đại S. Một trường hợp khác còn gây khó hiểu hơn nữa chính là Đại S, mỹ nhân vườn sau ban ngày nào, nhận được nhiều lời tán dương về nhan sắc, thậm chí còn viết sách tiết lộ bí kíp giữ gìn tuổi thanh xuân. Cô cũng tự nhận mình mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế OCD, vốn được hiểu là những người bị ảnh hưởng bởi cuộc sống quá sạch sẽ, ngăn nắp, không chịu được bẩn và bừa bãi. Vậy nhưng, dân tình đã phải ngã ngửa khi được chứng kiến tủ giày hàng trăm đôi khác nhau được xếp cẩu thả của Đại S. Hình tượng nữ thần trong lòng người hâm mộ của Đại S quả thật sức mẻ đi vài phần.